Sau gần một tháng tranh tài, cuối cùng World Cup 2022 đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Ở đó, trận chung kết sẽ là cuộc đọ sức của những đội bóng xứng đáng nhất. Một bên là đội tuyển được kỳ vọng nhiều nhất sẽ nâng cao chiếc cúp vàng lần này. Và một bên là đội tuyển đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi trở thành đội bóng hiếm hoi có thể bảo vệ thành công chiếc cúp vàng World Cup. Nhưng chặng đường của Argentina đến với trận đấu cuối cùng không hề trải đầy hoa hồng. Đã từng có lúc họ gặp phải những hoài nghi, từng có thời điểm mà hành trình ấy tưởng chừng như dừng lại. Argentina bắt đầu chiến dịch World Cup với trận mở màn vòng bảng gặp đối thủ Ả Rập Xê Út. Đó là một khung giờ không quá thuận lợi, lúc 17 giờ chiều trong một ngày đi làm bình thường. Tuy nhiên, mọi hối hả ồn ào dường như ngưng đọng lại để cùng chứng kiến khoảnh khắc Messi và các đồng đội rảo bước trên những thảm cỏ tại Qatar. Albiceleste cũng không khiến người hâm mộ của họ phải đợi lâu. Sau một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của các thủ Ả Rập Xê Út, trọng tài đã chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Và tất nhiên, không thể khác được, Lionel Messi phải là người thực hiện quả đá 11m này. Giống như rất nhiều những lần khác, El Puga bình tĩnh hít một hơi thật sâu và lấy đà trước khi tung ra một cú sút chân trái đầy bình tĩnh. Lực đi của trái bóng vừa phải nhưng cũng đủ để khiến thủ thành Anguaiz chỉ còn biết đứng chôn chân trong sự vui sướng của các thủ Argentina. Argentina đã khởi đầu hành trình của mình tuyệt vời như thế, nhưng nào ngờ đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi mà các cổ động viên của họ được ăn mừng. À không, thực ra họ cũng có một vài lần ăn mừng sau đó, nhưng toàn là ăn mừng hụt thôi. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây khi những Lautaro Martinez hay Di Maria liên tục rơi vào cái bẫy việt vị mà đội bóng từ châu Á giăng ra. Đến mức họ rơi vào bẫy việt vị đến 7 lần, một con số kỷ lục, kèm theo 3 lần không được công nhận bàn thắng. Nhìn thấy trận đó, cứ tưởng người Argentina sẽ bóp nghẹt Ả Rập Xê Út. Ngờ đâu những khoảnh khắc xuất thần từ Ansari và Andalusari đã khiến các vũ công tango lạc nhịp. Ả Rập Xê Út tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự, kiên cường và quả cảm trong gần một tiếng còn lại của trận đấu. Kết cục với Argentina là cú sốc đầu tiên xảy ra ở kỳ World Cup này. Và đó là lúc người ta bắt đầu hoài nghi về năng lực thực sự của đại diện Nam Mỹ. Trong sự chế nhạo của những cổ viên Ả Rập Xê Út, họ diễu hành trên đường, ăn mừng theo kiểu Ronaldo để kỷ niệm chiến thắng lịch sử. Còn theo lời Messi chia sẻ, Argentina của anh như đã chết. Trận thua đó khiến họ sốc nặng, tổn thương và đau đớn. Dẫu biết kỷ lục bất bại một ngày nào đó cũng sẽ phải chấm dứt, nhưng cách nó bị chấm dứt khiến truyền thông thế giới bàng hoàng. Nó ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của nhà vô địch Copa America, tức là ở hai cuộc đối đầu còn lại, họ phải thắng. Mà Mexico cùng Ba Lan không phải những đội bóng nhược tiểu để nghĩ đến điều này. Argentina bước vào trận đấu thứ hai với tâm trạng nặng nề như thế. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Tata Martino của Argentina đã tuyên bố đội bóng của ông biết cách ngăn chặn Messi để Argentina không thể giành chiến thắng. Ông đã đúng, ít nhất trong khoảng một tiếng đầu tiên của trận đấu. Còn niềm hy vọng của Albiceleste có lẽ bay theo cú đá phạt này. Chúng ta không thường thấy Leo chật mục tiêu từ cự ly dứt điểm và góc sút lý tưởng như vậy. Nhưng cuối cùng điểm đến của quả bóng là trên khán đài, chứ không phải trong khung thành của Ochoa. Nhưng đó cũng là thời khắc để El Puga chứng minh giá trị của mình. Một cú vung chân vừa vặn và hoàn hảo với bóng đi chìm và vượt xa tầm truy cản của Ochoa. Messi chỉ cần như thế để đứa Argentina của anh sống dậy với niềm hy vọng. Chúng ta gọi đó là khoảnh khắc của thiên tài. Và Messi cũng tiếp tục lặp lại những khoảnh khắc như vậy cho phần còn lại của giải đấu. Còn cuộc đối đầu với Mexico đã chính thức được định đoạt nhờ siêu phẩm của Enzo Fernandez. Đó là bước ngoặt với cầu thủ trẻ đang khoác áo Benfica để giúp anh đi từ băng ghế dự bị lên hàng ngũ những cầu thủ đá chính. Siêu phẩm cứa lòng đó còn mang ý nghĩa hơn cả một bàn thắng. Đó là sự đóng góp của Enzo vào lối chơi chung vì kể từ khi có tiền vệ này vào sân, những đường lên bóng của Argentina trở nên thanh thoát hơn hẳn. Chiến thắng trước Mexico giúp Argentina có được 3 điểm đầu tay. Lúc này tình thế ở bảng đấu trở nên rất căng thẳng. Lượt trận cuối Argentina cần một chiến thắng để chắc chắn đi tiếp và đứng đầu bảng. Đối thủ của họ là Ba Lan, đội đang xếp thứ hai và kém 1 điểm. Đó là cuộc đối đầu mà Argentina trình diễn bộ mặt thuyết phục nhất kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh. Người ta kỳ vọng vào màn so kè giữa Lewandowski và Messi, hai trong số những người xuất sắc nhất ở thế hệ của họ. Vẫn là những quả đá trên chấm 11m, nhưng lần này, cú dứt điểm của Leo bị Wojciech Szczesny cản phá. Nó dẫn anh đến những kỷ lục không đáng có khi trở thành cầu thủ đầu tiên của World Cup hai lần bị thủ môn cản phá phạt đền. Đó là một thống kê không mấy vui vẻ trong ngày anh vượt qua thành tích thi đấu 21 trận tại World Cup do Maradona thiết lập nền. Chẳng sao cả vì nếu Messi không tỏa sáng, thì tập thể Argentina vẫn còn đó những cá nhân khác. Khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu, cú sút chệch tâm bóng của Mark Allister vô tình trở thành một pha đá nối đầy hiểm hóc. Dù cho Szczesny có bay người hết cỡ để cản phá, thủ thành người Ba Lan cũng chỉ biết vào lưới nhặt bóng thôi.
Không lâu sau đó, đến lượt Julian Alvarez có được bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Chân sút của Man City cho thấy việc để anh dự bị cho Lautaro là một sự lãng phí rất lớn. Vì hãy nhìn tình huống này mà xem, và bạn còn gì để chê từ nhịp khống chế cho đến kỹ năng dứt điểm. Thầy trò huấn luyện viên Scaloni chính thức có mặt ở vòng 1/8 và đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Australia. Messi bắt đầu có được những sự công nhận, Rio Ferdinand bảo cả thế giới bóng đá này, chẳng ai như anh cả, CR cũng không tiếc lời ngợi khen, vì cách Leo đã gồng gánh cả Argentina vượt qua vòng bảng. Và ở đâu đó, người hâm mộ Argentina đã bắt đầu ăn mừng, có thể là ngay tại 974, sân đấu chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai trong số những cầu. Hay thậm chí là ở Bangladesh, dù cho nó chẳng liên quan đến Argentina, kệ thôi, người dân ở đây đã chót thần tượng Messi mất rồi. Messi hướng đến trận đấu với Australia với trạng thái sẵn sàng nhất. Anh tập trung vào cuộc đối đầu này đến nỗi chính bản thân Leo cũng không nhận ra đó là trận đấu thứ 1000 trong màu áo đội tuyển quốc gia, nơi anh tiếp tục trở thành tâm điểm. Messi chỉ cần cú dứt điểm đầu tiên, pha chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm để tạo ra bàn thắng. Một cú dứt điểm sở trường của anh, nhưng khi nhìn thấy nó đi qua cả một rừng chân những hậu vệ đối phương, chúng ta vẫn cảm thấy sướng mắt. Sau đó đến lượt Julian Alvarez kết liễu đối phương sau một sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ bên phía Australia. Và nếu bạn đã tắt TV vào lúc đó, thì bạn sẽ bỏ phí 1% sức mạnh còn lại của đội tuyển này. Khi mà Enzo Fernandez phá lưới nhà, Australia bắt đầu tiếp thêm hy vọng sống. Khi mà Berhick một mình solo qua hàng phòng ngự đội bóng Nam Mỹ, người Argentina thầm tạ ơn Chúa vì đã đặt Lisandro Martinez đứng đúng chỗ và đúng lúc. Khi mà Garrancuon suýt nữa đã khiến Argentina phải trả giá, thì bạn sẽ hiểu giá trị của những cái ôm này. Messi là người hùng trong trận đấu, nhưng cũng đừng quên Argentina có một Emiliano quá vững chãi trong những khoảnh khắc nghẹt thở. Trận đấu này đánh dấu một bước chuyển mình nữa từ Scaloni. Sự kiên nhẫn của ông với Lautaro đã đạt giới hạn với 3 tình huống bỏ lỡ, chỉ đứng sau người đồng đội của anh tại Inter Milan ở World Cup lần này. Dẫu sao thì họ vẫn còn Messi và một tập thể đoàn kết để hướng đến trận đấu tiếp theo được dự báo đầy khó khăn với đội tuyển Hà Lan. Chúng ta nhắc về cuộc đấu đó như một drama bất tận, kéo dài từ trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra. Van Gaal có ý chê bai Messi vô dụng khi không có bóng, Quaikos khả khịa, khinh thường người Argentina, để rồi Apuga rơi vào một trạng thái chúng ta chưa từng thấy trước đó. Như kiểu Super Saiyan level 9999 vậy. Vì bạn xem này, anh ta chẳng cần nhìn đồng đội nhưng vẫn có thể đưa ra đường chọc khe chính xác đến từng centimet, nơi Molina đứng đó với nhiệm vụ đơn giản là ghi bàn. Và cả cách Messi sút phạt đền tung lưới Hà Lan cùng màn ăn mừng khiêu khích với chính Van Gaal. Đó chỉ là 1/3 sự hấp dẫn của trận đấu này, vì người Hà Lan thật nhiều bài vở. Họ đánh lừa toàn bộ hàng thủ của Argentina bằng pha đá phạt tinh quái để Quaikos lập công. Đó là phút 90+10 và trận đấu phải giải quyết bằng một hiệp phụ. Show diễn sau đó thuộc về Emiliano Martinez trong ngày anh biến Hà Lan trở thành bậc thầy của nghệ thuật thao túng tâm lý. Tài bắt pen của Martinez nhiều người cũng đã biết, nhưng ngày hôm đó cả thế giới đã được kiểm chứng. Sau trận đấu tiếp tục là một chuỗi những drama khác, nơi Otamendi tiếp tục cả khịa Hà Lan để hai đội nhảy vào nhau thêm một lần nữa. Nơi Messi tìm Van Gaal nói chuyện phải quấy, và nơi Messi chửi thề với Whitehouse vì dám coi thường Argentina trước trận đấu này. Albiceleste tiến bước vào bán kết, chưa bao giờ họ đang được kỳ vọng lớn đến như vậy vì qua từng trận Argentina càng ngày càng đá hay, còn Messi càng chơi càng bay. Vật cản với họ là Croatia của Modric với sự kiên cường được thể hiện suốt trong hành trình World Cup đã qua. Nhưng nếu bạn đang chờ đợi màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng này thì mọi thứ kết thúc thật quá trong vánh. Vì Lionel Messi lại một lần nữa cho thấy anh đã cải thiện được điểm yếu sút phạt đền. Trước mặt anh là Livakovic, một trong những thủ môn bắt penalty hay nhất của giải đấu. Nhưng cú dứt điểm với lực đi quá mạnh găm thẳng vào góc trên đã không cho Livakovic một cơ hội nào để cản phá. Bàn mở tỷ số của Messi cũng chính là cột mốc đánh dấu anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina ở các kỳ World Cup, vượt qua người tiền bối Batistuta với 11 pha lập công. Julian Alvarez tiếp tục cho thấy tại sao việc để anh trên băng ghế dự bị là một sự lãng phí lớn. Tất nhiên Messi cũng góp công vào bàn thắng của người đàn em khi anh vào vai cục quản lý thị trường để định giá lại Vadio. Giá trị của trung vệ người Croatia bị tụt xuống từ 100 triệu euro giờ chỉ còn 70 triệu euro mà thôi. 3-0 cho Argentina và họ chính thức có mặt ở trận đấu cuối cùng. Và sau trận đấu này, có thể màn tranh cãi về ai là goal cũng đã chính thức khép lại. Scaloni bảo Messi hay nhất thế giới, không phải bàn cãi nhiều. Ông vừa ôm Messi vừa khóc, vì sau Maradona, cuối cùng có thể người Argentina sẽ lại có một vị thánh khác. Gary Lineker tuyên bố, giờ có cần phải cãi nhau xem ai là goal nữa không? Jamie Carragher bảo rằng,
Messi này là Messi hay nhất anh từng chứng kiến. Và ở Buenos Aires, người ta bắt đầu đi bão. Quảng trường Francisco Seber không còn một chỗ trống khi dòng người nêm chật mọi ngóc ngách. Ở đó, nếu chẳng may có điều gì không hay xảy ra, câu thần chú Argentina vô địch có thể biến mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Người Argentina đang mơ về đêm chung kết của họ, Messi đang mơ về trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Hành trình của Albiceleste ở giải đấu năm nay giàu cảm xúc, từ chỗ thất vọng đến hy vọng, từ cõi chết trở về với ánh sáng. El Puga là ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối cho họ. Và người dân Argentina đang mong chờ anh sẽ rực sáng thêm ở lần cuối cùng tại Lusail lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.